năm đầu chân nhé. Đấy là do mình dùng lâu ngày nó mòn tiếp xúc. Em thay cho anh luôn nhé. Em kiểm tra chính xác nhé. Pin đấy bây giờ là nó pin đấy của em thay là 200 và em bảo em đang 300. Con này màn hình của anh bị lỗi rồi anh ơi. Con này màn hình của anh bị lỗi. Sửa lâu chưa chị? Hai tuần.
2 tuần, hơn 2 tuần nhỉ? Tuần trước vào. Cái con nào anh bỏ hành nhau hả anh nhỉ? Anh bảo hành hay là gì? Cái gì đấy? FPT chứ. FPT. Nhưng mà không được đúng không? Được hay không được? Đây là 6 ạ. Đi được hay được cái này lấy. Chưa tính. Chưa tính. Mẹ là mẹ mấy nhỉ? Thứ 2 thì phải muộn kéo nữa. Người ta đã qua đâu? Thường thường các bạn đi về chiều tối muộn nên tầm bảy giờ. Mai có không được. Mai có thì em sẽ điện cho anh, à cho chị. Vẫn cái số này. Khi nào có. Tại có hai đường dây một cái điện thoại này nghe nó có hai đường dây. Vâng. Có thể gọi để vào lấy. Vâng, đường em điện không? Thank you.
em cắm đâu anh? Đây. Chân sạc anh tắm phải đào lại nhá, đầu nào được thì thôi nhá. Vì những cái dòng này phải em tháo ra, tháo máy thì em phải kinh như lấy như thế. Còn em xấy xấy máy đi thôi, những con bản tính của em lấy 30 nghìn. Còn em lấy anh thay cái chân này trả cả thôi. Nhưng mà em có thay cái chân của anh đâu, của em kiểm tra đến thế của em kích bố pin cho anh thôi, của em lấy. Cái chân này không thay đâu gì? Vâng, không thay. Lấy 20 nghìn thôi thì. Vâng. Bình thường ra em đèo lửa, em lấy chân thì cũng phải là của anh thôi. Thế thì ai biết? Anh tiết kiệm đến 130 nghìn. Anh có lợi chứ. Rồi, anh cảm ơn. Cái con máy này bây giờ bán được bao tiền? Anh muốn đổi máy khác. Anh để dùng thôi, tại vì con này của anh nó đang bị lốn một mặt chân USB. Anh chỉ cắm được một chiều thôi, một chiều kia anh cắm. Đúng rồi. Vâng, đấy. Mẹ của lợi này. Cái bà thác dùng luôn đời luôn. Mẹ của con mua cho nó, nó rơi. Anh đã thay một lần màn hình này 700 nghìn rồi. Nó bổ đéo là chơi được. Chơi cái dòng The Laver đéo là nào. Nhục. Cái pin của anh là ai người ta sửa pin rồi ấy. Chắc là trước rơi nước sao ấy. Có thợ sửa pin rồi mà. Pin đi tí đi gì sao thế? Không, bọn em không thể vớt được bởi vì nhất là của em bảo hành quanh 3 tháng. Cái thời gian bảo hành khá là dài nên vấn đề là pin và là mà đi thì chẳng không. Tên là gì nhỉ? Anh giúp anh là anh về. Vâng vâng. Thay cái này nó cũng nhanh mà. Cái lắp của em cũng nhanh. Thôi em ơi, em không dùng được nữa rồi em. Bắt anh lắp lâu lắm em ơi. Lắp con máy em phải mất 30 phút đây. Không dùng được nữa. Rơi nước, nặng quá. Nặng quá. Cái mát này em, của anh của bà Bình Tuyên. Của anh chỉ toàn nước như sau.